Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, bắp cải là một loại rau xanh có lịch sử hàng ngàn năm. Chúng được sử dụng để chế biến ra nhiều món ăn vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh đó thì tác dụng của bắp cải và giá trị dinh dưỡng của chúng đối với sức khỏe của con người cũng rất tuyệt diệu. Thế nhưng mà nhiều cô bác ở đây thường chỉ ăn chúng theo mùa mà thôi. Đặc biệt là vào mùa hè đến gần, cô bác rất ít khi nào ăn chúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết được những lợi ích bất ngờ sau đây từ rau bắp cải thì chắc chắn rằng cô bác sẽ ăn nhiều hơn cho mà xem. Ngay bây giờ, xin mời cô bác hãy cùng tôi theo dõi video ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày để hiểu rõ hơn về loại rau này của bác nhé. Lợi ích đầu tiên cần nhắc đến đó chính là ngăn ngừa các tế bào ung thư phát triển. Nghe thì có vẻ khó tin, thế nhưng mà bắp cải ngăn ngừa được ung thư đã được khẳng định từ các chuyên gia sức khỏe của bác nhé. Cô bác đừng nhầm lẫn giữa việc chữa trị và phòng bệnh nhé. Bởi vì việc chống lại các tế bào ung thư hình thành chưa bao giờ là muộn, ngay cả khi mà cơ thể của chúng ta vẫn đang rất bình thường. Nói cụ thể hơn thì bắp cải xanh, bắp cải savoy và bắp cải tím có chứa hàm lượng vitamin C cao nhất trong các giống bắp cải. Một bát bắp cải tím cắt nhuyễn, tức là khoảng 100g, có chứa hơn 85% lượng vitamin C được khuyến cáo cho cơ thể của chúng ta sử dụng mỗi ngày. Hàm lượng này tương đương với hàm lượng vitamin C có trong một quả cam nhỏ đấy cô bác. Mà cô bác cũng biết rồi, vitamin C đã được chứng minh là một chất chống oxy hóa mạnh. Chúng có khả năng bảo vệ cơ thể của con người khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, kể cả là bệnh ung thư. Hơn nữa, vitamin C cũng cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, phục vụ cho việc duy trì cấu trúc chắc khỏe của da, cơ, xương và mạch máu đấy của bác. Ngoài ra thì chúng cũng giúp cho cơ thể dễ dàng hấp thụ chất sắt nanheme. Do vậy mà đừng từ chối ăn loại rau này ngay cả trong mùa hè của bác nhé. Lợi ích tiếp theo đó chính là tăng cường sức khỏe của tim mạch. Càng nhiều tuổi thì tim mạch lại càng là một mối lo ngại mà nhiều cô bác ở đây lo sợ, có đúng không nào? Bởi vì căn bệnh này có tiến triển rất nhanh và khó kiểm soát. Đặc biệt là nếu cô bác nào đã mắc bệnh thì có thể nói rằng cả đời này sẽ phải sống chung với lũ vì rất khó mà có thể điều trị được dứt điểm. Do vậy, trong quá trình ăn uống hàng ngày, chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Trong đó thì bắp cải là một loại rau mà cô bác nên ưu tiên để sử dụng. Bởi vì anthocyanin thuộc họ flavonoid là sắc tố thực vật duy nhất tạo nên màu tím đặc trưng của rau bắp cải tím. Các nghiên cứu dịch tễ học cũng chứng minh rằng hấp thụ nhiều anthocyanin sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch mà cô bác thường mắc phải. Theo một nghiên cứu của khoa dinh dưỡng trực thuộc trường đại học East Anglia của Anh Quốc, thì ăn nhiều thực phẩm có chứa anthocyanin sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim. Nghiên cứu này được thực hiện trong suốt 18 năm với mẫu nghiên cứu là 93.600 phụ nữ có tuổi từ 25 đến 42 của bác nhé. Hơn nữa, tăng cường lượng anthocyanin thông qua chế độ ăn uống còn giúp cho cô bác giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành và ức chế khả năng phát triển bệnh nặng hơn. Bắp cải có hơn 36 loại anthocyanin khác nhau, là thực phẩm ưu tiên cho những cô bác nào mắc bệnh về tim mạch và tăng cường sức khỏe cho tim mạch. Ngoài ra thì nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh tác dụng của bắp cải trong việc làm giảm mức cholesterol xấu LDL. Đó là nhờ 40% chất xơ hòa tan trong tổng số hàm lượng chất xơ bên trong chúng của bác nhé. Bên cạnh đó thì phytosterol cũng làm giảm lượng LDL bằng cách là ngăn cản việc hấp thụ cholesterol qua đường tiêu hóa của cô bác. Thứ ba, giúp ổn định chỉ số huyết áp của cô bác. Cô bác có biết không, hiện nay hơn 1 tỷ người trên thế giới đang mắc bệnh cao huyết áp. Đây cũng là nguyên nhân chính làm cho chúng ta tăng nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Trong khi đó, thì nguyên nhân chủ yếu khiến cho cô bác mắc bệnh đó chính là do chế độ ăn ngày nay rất dễ mất cân đối tỷ lệ giữa natri và kali, khiến cho huyết áp tăng cao. Cô bác có thể hiểu rằng kali là một khoáng chất và chất điện giải quan trọng giúp hạ huyết áp và giữ huyết áp ở mức ổn định. Chúng sẽ giúp cho cô bác cân bằng lượng natri trong cơ thể bằng cách là bài tiết lượng natri thừa qua nước tiểu. Do vậy mà cô bác có thể giúp cho cơ thể nạp nhiều kali hơn với chế độ ăn nhiều rau bắp cải, nấm, quả việt quất hoặc là các loại rau xanh của bác nhé. Lợi ích thứ tư là cải thiện chức năng của tiêu hóa.
bắp cải không chỉ giúp cho chúng ta bổ sung nước cho cơ thể mà còn cung cấp một lượng lớn chất xơ không hòa tan trong đường ruột. Chất xơ không hòa tan là một loại carbohydrate không thể phân hủy trong ruột của cô bác. Chúng thúc đẩy nhu động ruột của chúng ta hoạt động thường xuyên hơn, nhờ đó mà hệ tiêu hóa của chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Chưa kể thì chất xơ hòa tan trong bắp cải cũng làm tăng số lượng lợi khuẩn Bifidobacteria và Lactobacilli trong đường ruột của cô bác. Những loại lợi khuẩn này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống miễn dịch và sản xuất các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của con người như là vitamin K2 và vitamin B12. Cho dù cô bác ăn bắp cải như một loại rau sống hay là nấu chín thì cũng đều rất có ích cho sức khỏe tổng quát của bản thân mình. Và cuối cùng, bắp cải bổ sung vitamin K, hỗ trợ quá trình đông máu. Có nhiều cô bác ở đây thường chỉ tập trung bổ sung canxi, vitamin A, vitamin B, C cho cơ thể của mình. Còn các loại khoáng chất và vitamin khác thì chúng ta thường không chú trọng tới. Trong khi đó, cô bác lại không hề biết rằng vitamin K là một vitamin rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng thì vitamin K có khả năng ngăn ngừa bệnh máu khó đông ở trẻ sơ sinh và thường được sử dụng để thúc đẩy quá trình làm lành vết thương, giảm sưng và máu bầm của bác nhé. Chia sẻ cụ thể hơn để cô bác hiểu thì vitamin K có 3 loại chính là vitamin K1, phylloquinone, chủ yếu có trong các nguồn thức ăn từ thực vật. Vitamin K2, menaquinone, được tìm thấy trong thực phẩm lên men hoặc là có nguồn gốc từ động vật. Vitamin K2 còn được tạo ra từ các lợi khuẩn có trong ruột. Vitamin K3, menadione, là loại được tổng hợp bằng các phản ứng hóa học và thường được dùng để làm thuốc. Thành ra, việc thiếu hụt vitamin K sẽ khiến cho máu khó đông, tình trạng trầm trọng có thể dẫn đến xuất huyết không ngừng và gây ra tử vong đấy của bác. Tuy nhiên thì bắp cải cung cấp đến 85% lượng vitamin K khuyến nghị chúng ta sử dụng mỗi ngày, một khẩu phần là 89g. Chế độ ăn cân đối với nhiều bắp cải sẽ giúp hệ enzyme gan của chúng ta tổng hợp các yếu tố đông máu dễ dàng hơn đấy của bác nhé. Như vậy là cô bác có thể thấy rằng chỉ với loại rau quen thuộc, rẻ tiền như bắp cải có thể mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của cô bác. Vậy nên cô bác hãy ưu tiên ăn nhiều rau bắp cải mỗi ngày của bác nhé. Bên cạnh đó thì các chuyên gia về dinh dưỡng còn cho rằng việc mà cô bác ăn các loại rau họ cải sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh và đẩy lùi căn bệnh ung thư. Do vậy, trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin được chia sẻ tới quý cô bác hai loại rau họ cải được ví như là kháng sinh tự nhiên chống lại các khối u ác tính. Xin mời cô bác hãy cùng tôi theo dõi ngay sau đây và bổ sung vào bữa cơm của gia đình nhà mình, cô bác nhé! Thứ nhất, cải thảo có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng có khả năng đẩy lùi ung thư. Chắc hẳn là sẽ có không ít cô bác ở đây đang sử dụng thực phẩm tùy theo ý thích của mình, có đúng không nào? Thế nhưng chính việc ăn uống vô tội vạ đã khiến cho chúng ta có thể rước bệnh vào người lúc nào chẳng hay đấy cô bác. Ngược lại, nếu cô bác biết lựa chọn thực phẩm theo mùa thì chẳng những các loại thực phẩm đó mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng hơn mà còn có thể giúp cho cô bác chữa bệnh nữa. Nói không đâu ra, dạo gần đây, khi mà cô bác đi chợ hay siêu thị thì nếu chúng ta để ý, ở các quầy rau cải thảo sẽ luôn đầy ắp và tươi ngon, có đúng không nào? Bởi vì thời gian này đang là mùa của loại rau cải thảo này. Mặc dù vậy, ở mùa nào cải thảo cũng là loại rau rất phổ biến, thế nên nhiều cô bác không nhận ra được giá trị của nó. Trên thực tế thì rau cải thảo rất bổ dưỡng, xứng danh là vua của các loại rau đấy cô bác. Về điều này thì không chỉ bây giờ mới được công nhận đâu, mà ngay từ xa xưa, câu nói 100 loại rau không bằng cải thảo thực chất là một lời nói quá của ông cha ta để ca ngợi về công dụng của rau cải thảo đấy nhé. Nói cụ thể hơn để cô bác hiểu rõ, thì theo bác sĩ Wang Xinfang thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc cho biết, cải thảo có chứa hơn 36 loại anthocyanin mạnh khác nhau. Điều này cho nó trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe của tim mạch và ngăn ngừa căn bệnh ung thư ở con người. Nói đến đây thì nhiều cô bác chắc chắn sẽ không tin loại rau này có thể phòng chống ung thư, có đúng không nào? Bởi vì tôi hiểu rằng cô bác thường có suy nghĩ, mắc bệnh nan y đến cả thuốc bổ, phẫu thuật, điều trị hàng năm trời ở trong bệnh viện mà còn không khỏi được, thì một loại rau tìm ở đâu cũng có sẽ khó có thể nào ngăn ngừa được ung thư. Thế nhưng mà trên thực tế mà nói, tuy rằng cải thảo không chữa khỏi ung thư, nhưng mà chúng có thể giúp cho cô bác
làm giảm tối đa nguy cơ mắc phải căn bệnh này. Cụ thể thì các nhà khoa học tại Viện Nội tiết ở New York, Mỹ đã phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú ở người Trung Quốc và Nhật Bản thấp hơn nhiều so với những người phụ nữ phương Tây do họ thường xuyên ăn cải thảo. Có một số nguyên tố vi lượng trong loại rau này có thể giúp phá vỡ estrogen. Nó có liên quan đến ung thư vú đấy cô bác. Trong khi đó thì cô bác biết rồi đấy, ung thư vú là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm mà cô bác có thể mắc phải. Thành ra chúng ta nên chủ động bổ sung cải thảo vào trong chế độ ăn uống của mình để có thể phòng bệnh hiệu quả hơn cô bác nhé. Và cuối cùng, 3 bữa bông cải xanh mỗi tuần, ung thư không dám gõ cửa nhà cô bác. Là một loại thực phẩm vô cùng quen thuộc mà cô bác có thể mua ở bất cứ đâu. Bắp cải xanh luôn là một trong những loại rau họ cải được các chuyên gia về sức khỏe ưu tiên khuyên cô bác là thường xuyên ăn để hạn chế sự phát triển và hình thành các tế bào ung thư. Theo đó thì việc chúng ta bổ sung bông cải xanh vào trong bữa ăn mỗi tuần có thể bảo vệ cơ thể khỏi bệnh ung thư dạ dày, ung thư bàng quang và ung thư da đấy cô bác. Các nhà nghiên cứu tin rằng có một chất gọi là sulforaphane có trong bông cải xanh đã kích hoạt một số gen chống lại ung thư và loại bỏ tác nhân gây ra bệnh ung thư. Nói rõ hơn về cơ chế chống ung thư của bông cải xanh để cô bác hiểu thì khi không nấu chín, bông cải xanh có chứa một lượng nhỏ chất có khả năng bảo vệ ADN trước sự tấn công của các gốc oxy hóa, một trong những tác nhân gây ra tế bào ung thư. Tuy nhiên, khi mà cô bác nhai, các tế bào trong bông cải xanh bị đứt gãy và giải phóng ra một loại enzyme đặc biệt. Chính nhờ enzyme này mà một chất gọi là sulforaphane được hình thành đấy cô bác. Cô bác có thể hiểu rằng hoạt chất này sẽ giúp kích hoạt hệ thống thải độc trong cơ thể để đào thải các độc tố gây ung thư trước khi chúng kịp tấn công các tế bào. Ngoài ra thì hoạt chất này còn giúp cho cô bác ức chế sự phát triển của tế bào ung thư bằng cách là kích hoạt sự chết theo chu trình của tế bào ung thư. Không những vậy, bông cải xanh có thể tiêu diệt vi khuẩn Helicobacter pylori HP. Đây là một loại vi khuẩn chính gây ra loét dạ dày và phần lớn là tác nhân chính gây ra ung thư dạ dày mà cô bác dễ mắc phải. Thậm chí theo nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng loại rau này có thể bảo vệ cho làn da của cô bác chống lại các tác động của tia cực tím. Nhờ đó mà nó được cho là có tác dụng ngăn ngừa ung thư da. Một bài viết trong kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học đã phát hiện ra rằng các tác hại của tia UV, tia cực tím có thể giảm thiểu đáng kể khi mà cô bác thoa chiết xuất dầu của loại cải này trên làn da của chúng ta. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những lợi ích mà bông cải xanh có thể mang tới cho cô bác đâu nhé. Bởi vì các nghiên cứu tại Trường Đại học Ohio State và Trường Đại học Harvard cho biết rằng một nhóm chất từ bông cải xanh có khả năng ngăn ngừa và làm chậm quá trình phát triển của các khối u trong cơ thể của bác. Nghiên cứu này còn cho biết rằng những người nào ăn 2 bữa ăn có loại thực phẩm này mỗi tuần sẽ có tỷ lệ mắc bệnh ung thư bàng quang thấp hơn tới 44% so với những người ăn không quá 1 bữa một tuần. Hợp chất glucosinolate từ mầm súp lơ xanh trong quá trình thái nhỏ, nhai và tiêu hóa sẽ chuyển thành chất isothiocyanate có vai trò ngăn ngừa các tế bào ung thư. Cô bác thân mến, chung quy lại thì rau xanh luôn là một loại thực phẩm an toàn mà cô bác nên ăn nhiều hơn so với thịt cá. Đặc biệt là ăn bắp cải hàng ngày sẽ giúp cho cô bác nhận về những lợi ích điển hình sau đây. Lợi ích đầu tiên cần nhắc đến đó chính là ngăn ngừa các tế bào ung thư phát triển. Lợi ích tiếp theo là tăng cường sức khỏe của tim mạch. Thứ ba, giúp ổn định chỉ số huyết áp của cô bác. Lợi ích thứ tư là cải thiện chức năng hệ tiêu hóa. Và cuối cùng, bắp cải bổ sung vitamin K hỗ trợ quá trình đông máu. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng với cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần vui vẻ, lạc quan và tránh những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống điều độ đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.